Hôm nay tôi cùng với các anh chị và các bạn sẽ tiếp tục trao đổi với nhau những nội dung thuộc môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi học này chúng ta trao đổi với nhau những nội dung thuộc chương 3 với tên gọi Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược từ 1945 đến 1975. Phần 1 lớn Đường lối xây dựng bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1945 đến 1954. Một nhỏ, chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong 2 năm đầu 1945-1946. A nhỏ, hoàn cảnh lịch sử sau cách mạng tháng 8. Sau cách mạng tháng 8 thì cách mạng Việt Nam đứng trước những thuận lợi và khó khăn. Đầu tiên là về thuận lợi. Với thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Nó đã làm thay đổi vị trí vai trò của Đảng, của chính quyền cũng như nhân dân. Đầu tiên là về vị trí vai trò của Đảng. Trước cách mạng tháng 8, Đảng Cộng sản Đông Dương là một đảng bị coi là hoạt động bí mật, không hợp pháp. Thì với cách mạng tháng 8 thành công, Đảng Cộng sản Đông Dương đã trở thành một đảng công khai lãnh đạo trên cả nước. Về mặt chính quyền, cách mạng tháng 8 thành công, hệ thống chính quyền nhân dân đã được thiết lập, nhanh chóng củng cố từ cơ sở đến trung ương. Về vị trí vai trò của người dân từ người nô lệ bị mất nước, đô hộ thống trị đã trở thành người làm chủ chế độ dân chủ nhân dân. Và đặc biệt, một cái thuận lợi rất đáng kể đó là hầu hết các cái tầng lớp giai cấp đã thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào chính phủ và đặc biệt vào cá nhân Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thuận lợi của thế giới đó là sự phát triển của ba dòng thác cách mạng. Thứ nhất là sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, uy tín của Liên Xô, ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngày càng dâng cao trên thế giới. Thứ hai, đó là phong trào giải phóng dân tộc, phong trào hòa bình dân chủ ở các nước tư bản cũng phát triển. Ba dòng thác cách mạng này đã có ảnh hưởng rất lớn đến cách mạng Việt Nam. Bên cạnh những cái thuận lợi thì cách mạng Việt Nam cũng đối mặt với những cái khó khăn, thử thách. Đầu tiên là khó khăn về mặt kẻ thù, thì có kẻ thù có giặc ngoài và thù trong. Từ vĩ tuyến 16 trở ra, cuối tháng 8 năm 1945, 20 vạn quân Tàu Tượng đã ao ạt kéo vào miền Bắc Việt Nam. Sau lưng quân Trung Hoa Dân Quốc là bọn Việt Quốc, Việt Cách cũng được lực kéo về nước với âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng, đưa bọn tay sai lập chính quyền Bù Nhìn và thực hiện chính sách cướp bóc của cả của nhân dân Việt Nam. Tại miền Nam thì từ vĩ tuyến 16 trở vào, đầu tháng 9 trên 1 vạn quân Anh cũng mượn tiếng là vào nước ta giải giáp vũ khí quân đội Nhật. Nhưng kỳ thực là chúng đã mở đường cho thực dân Pháp cướp nước ta một lần nữa. Cụ thể, với sự trợ giúp của quân Anh và quân Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 1945, thì Pháp đã nổ súng xâm lược Sài Gòn, chính thức xâm lược nước ta lần thứ hai. Bên cạnh đó, trên đất nước ta lúc này còn khoảng 6 vạn quân Nhật đang chờ được giải giáp. Chưa bao giờ cùng một lúc cách mạng Việt Nam phải đối phó với nhiều kẻ thù nguy hiểm như thời kỳ này. Chúng có thể mâu thuẫn với nhau về lợi ích kinh tế, nhưng đều thống nhất với nhau trong âm mưu là chống cộng sản, thủ tiêu chính quyền cách mạng và xóa bỏ thành quả mà cuộc cách mạng tháng 8 nhân dân chúng ta vừa mới giành được. Rồi là thù trong thì các cái tổ chức phản động của người Việt, các tổ chức của người Việt ở trong và ngoài nước, như bác nói, như nấm gặp mưa rào được thành lập. Ngoài Việt Quốc, Việt Cách, hai cái tổ chức tay sai của quân Trung Hoa Dân Quốc thì có Đại Việt, vân vân. Khó khăn thứ hai là về mặt chính trị. Chính trị thì có khó khăn về mặt chính quyền, về mặt quân đội, về mặt khối đại đoàn kết. Chính quyền mới được ra đời còn non trẻ, thiếu về kinh nghiệm tổ chức quản lý. Và khó khăn trong chính quyền đó là chưa được một nước nào trong khu vực cũng như trên thế giới công nhận địa vị pháp lý thiết lập quan hệ ngoại giao. Về mặt quân đội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau cách mạng tháng 8 thực sự vẫn chưa phải là quân đội chính quy tinh nhuệ. Bên cạnh đó thì lực lượng quân đội vừa ít và chưa được huấn luyện bài bản, vũ khí thì vừa thiếu và vừa yếu.
khối đại đoàn kết của toàn dân lúc đó về cơ bản chưa được củng cố vững chắc. Nó thể hiện ở chỗ cái vấn đề là thù trong vẫn còn các tổ chức đảng phái có chính kiến đối lập với Đảng Cộng sản Việt Minh. Họ muốn tranh giành địa vị vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản của Việt Minh. Rồi khó khăn thứ ba là về kinh tế và xã hội. Công nghiệp thì bị đình đốn, nông nghiệp thì người dân nguy cơ đối mặt với cái nạn đói mới, tức là nạn đói năm 44-45 vẫn chưa khắc phục được. Thì trong và sau cách mạng tháng 8, người nông dân đối mặt với một cái nạn đói mới. Hết lũ lụt lịch sử đến hạn hán nghiêm trọng xảy ra, đã làm cho trên 50% diện tích ruộng đất đã bị bỏ qua. Về mặt tài chính thì ngân sách trống rỗng. Rồi nạn đói, nạn dốt, nghiêm trọng nhất đó là nạn dốt mù chữ. Theo thống kê là sau cách mạng tháng 8, 95% đồng bào chúng ta dốt nát và mù chữ. Và Hồ Chí Minh đã đúc kết rằng một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Từ những cái khó khăn, thách thức như vậy thì dẫn đến việc là cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng là ngàn cân treo sợi tóc. Bên chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng, một ngày sau khi tuyên bố tuyên ngôn độc lập, ngày 3 tháng 9 năm 1945, chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã triệu tập cuộc họp đầu tiên. Trong cuộc họp đầu tiên này thì Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã nêu ra 6 việc cấp bách phải làm ngay. Thứ nhất là phát động chiến dịch tăng gia sản xuất để cứu đói, để chống đói. Thứ hai là phát động phong trào chống nạn mù chữ, xóa nạn mù chữ. Thứ ba mà Bác yêu cầu phải sớm tổ chức cuộc tổng tuyển cử để bầu chính phủ chính thức, để ban hành hiến pháp. Thứ tư là mở phong trào giáo dục cần kiệm liêm chính. Sau này chúng ta thấy còn thêm là trí công vô tư nữa. Và thứ năm là bỏ thế thân, thế trợ, thế đò. Và thứ sáu tuyên bố tín ngưỡng tự do. Từ 6 việc cấp bách này, chính phủ đã đúc kết thành 3 nhiệm vụ, 3 thứ giặc lớn cần phải làm cùng lúc. Đó là diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Đó là ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc. Chỉ thị đã vạch ra con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Về chỉ đạo chiến lược, Trung ương Đảng xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam lúc này vẫn là vấn đề dân tộc giải phóng. Khẩu hiệu được đưa ra là dân tộc trên hết và tổ quốc trên hết. Tuy nhiên, dân tộc giải phóng không phải là giành độc lập, mà là giữ vững nền độc lập. Thứ hai là về xác định kẻ thù, phân tích âm mưu của các nước đế quốc đối với Đông Dương. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược. Vì vậy, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Đồng thời, phải lập mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược. Mở rộng mặt trận Việt Minh nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân, thống nhất mặt trận Việt Minh chống thực dân Pháp xâm lược, kiên quyết giành độc lập tự do hạnh phúc dân tộc. Về phương hướng nhiệm vụ, Đảng đã chỉ ra 4 cái nhiệm vụ chủ yếu cấp bách cần khẩn trương thực hiện. Thứ nhất là củng cố chính quyền cách mạng, thứ hai là chống thực dân Pháp xâm lược, thứ ba là bài trừ tội phạm và thứ tư là cải thiện đời sống nhân dân. Những biện pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ trên như là xúc tiến bầu cử quốc hội, thành lập chính phủ chính thức, lập hiến pháp, củng cố chính quyền nhân dân, động viên lực lượng toàn dân kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, kiên trì nguyên tắc thêm bạn bất thù, thực hiện khẩu hiệu Hoa Việt thân thiện đối với quân Trung Hoa Dân Quốc và độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế đối với thực dân Pháp. Như vậy, những chủ trương mà Đảng nêu ra trong chỉ thị kháng chiến kiến quốc đã giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng về chỉ đạo chiến lược và sách lược cách mạng trong tình thế mới vô cùng cấp bách và khó khăn của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kháng chiến kiến quốc là tư tưởng chiến lược của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm đẩy mạnh kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ và xây dựng chế độ mới. C. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm. Về mặt kết quả về kinh tế văn hóa,
chính phủ đã bắt tay vào giải quyết những khó khăn về kinh tế, đưa ra những giải pháp trước mắt cũng như giải pháp lâu dài. Giải pháp lâu dài là chính phủ khuyến khích người dân, động viên người dân tích cực tăng gia sản xuất với khẩu hiệu tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa, tấc đất tấc vàng, không một tấc đất bỏ hoang. Rồi tiến hành giảm tô thuế từ 25 đến 40%. Còn giải pháp lâu dài, giải pháp trước mắt để giải quyết cái đói, chính phủ đã quyết định thành lập hũ gạo tiết kiệm, hay còn gọi là hũ gạo cứu đói, hũ gạo kháng chiến, với cái khẩu hiệu Hồ Chí Minh đưa ra: đồng bào cả nước hãy thực hiện cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó mỗi bữa một bơ để cứu phát cho dân nghèo, cứu phát cho dân nghèo. Rồi vấn đề tiếp theo trong kinh tế tài chính, đó là chính phủ đã thông qua quỹ độc lập tuần lễ vàng, chủ trương tiến tới cho lưu hành tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhất là tuần lễ vàng. Tuần lễ vàng chỉ trong vòng một tuần lễ thôi, nhân dân chúng ta đã quyên góp được hơn 370 kg vàng. Đây là một số lượng vàng rất là lớn, không những góp phần củng cố nền tài chính nước nhà đang khó khăn, mà qua đó nó còn cho thấy lòng tin, niềm tin của nhân dân đối với chính phủ hiện tại. Nói như Hồ Chí Minh, với đồng bào quốc dân lúc đó, độc lập còn quý hơn cả vàng, quý hơn cả vàng. Với những cái chủ trương giải pháp về kinh tế, tài chính, thì về cơ bản cuối năm 1945, nạn đói cơ bản đã được đẩy lùi. Đến năm 1946, đời sống nhân dân ổn định và có cải thiện, nền tài chính đã được củng cố ở một cái mức độ nhất định. Rồi về mặt văn hóa xã hội, các cái đã mở lại các trường lớp và tổ chức khai giảng năm học mới. Các cuộc vận động toàn dân xây dựng nền văn hóa mới bước đầu xóa bỏ được nhiều tệ nạn xã hội và tập tục lạc hậu. Phong trào diệt dốt, bình dân học vụ được cải thiện. Cuối năm 1946, cả nước đã có thêm 2,5 triệu đồng bào biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ. Và nhất là chúng ta thấy sắc lệnh số 45, ngày 10 tháng 10 năm 1945, Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, gọi là trường đại học Văn Khoa, tại Hà Nội. Bác đã chủ trương phát động phong trào bình dân học vụ vào ngày 8 tháng 9 năm 1945. Với cái chủ trương đưa ra: cha mẹ chưa biết chữ thì con sẽ chỉ bảo, anh em không biết chữ thì em sẽ chỉ bảo, ai ai cũng phải gắng đi học để biết đọc biết viết. Đây có thể được coi là một cái ưu việt trong cái chế độ mới, đặc biệt là 2,5 triệu đồng bào biết đọc biết viết, được có được cái thành quả này hoàn toàn chính phủ lúc đó là dựa vào sức dân, Đây là hình ảnh trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngay lập tức thì cuối năm 1945, năm đầu tiên đã tiến hành khai giảng. Thứ hai, giải pháp thứ hai thực hiện đó là về chính trị và xã hội. Đã xây dựng được nền móng cho một chế độ dân chủ nhân dân với đầy đủ các yếu tố cấu thành cần thiết. Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp đã được thành lập thông qua phổ thông bầu cử. Chúng ta biết là ngày 6 tháng 1 năm 1946, cử tri cả nước, theo thống kê là 89% cử tri trên cả nước đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 333 đại biểu đã được cử ra. 2 tháng 3 năm 1946, tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 1, đã thảo luận và thông qua rất nhiều vấn đề, đã bầu ra chính phủ chính thức. Hồ Chí Minh là được bầu làm chủ tịch chính phủ chính thức. Bác được giao quyền tối cao trong vấn đề về quyết định đối nội đối ngoại, chiến tranh hòa bình, vấn đề lựa chọn các vị ngồi vào ghế của chính phủ. Lúc này cơ cấu chính phủ của chúng ta rất là gọn nhẹ, gồm 10 bộ thôi. Rồi cũng trong kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 1 này cũng chủ trương là lập ban soạn thảo hiến pháp, chủ trương là cho tiến tới in và cho phép lưu hành tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vân vân. Các đoàn thể mặt trận nhân dân như Việt Minh, Hội Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam,
Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng được xây dựng và mở rộng. Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam được thành lập. Như vậy ngoài Đảng Cộng sản thì còn có Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam nữa. Đảng Xã hội Việt Nam. Một cái thành quả rất lớn trong giai đoạn này chúng ta thấy đó là chính phủ chính thức. Ở trên hình góc trên chúng ta thấy đó là chính phủ lâm thời gồm 15 người. Trong đó có những nhân vật quen thuộc như là Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. Thì đến cái hình bên tay trái góc dưới chúng ta đấy là hình ảnh của chính phủ chính thức. Không còn ông Đồng, không còn ông Trường Chinh, không còn ông Giáp nữa. Các vị này đã tự nguyện đứng lui lại để chính phủ liên hiệp kháng chiến tận dụng tối đa những người Việt Nam được đào tạo bài bản tài giỏi ra gánh vác trọng trách. Tuy nhiên thì cả chính phủ lâm thời lẫn chính phủ chính thức có một yếu tố mà đảm bảo cho cái sự độc lập của chính quyền, sự vững mạnh của chính quyền, đó là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh bác là chủ tịch lâm thời và là chủ tịch chính thức. Chủ tịch chính thức. Đây là một thời gian hiếm hoi mà chúng ta đã quy tụ được những người tài xuất chúng của Việt Nam ở trong và ngoài nước để cùng gánh vác trọng trách mà nhân dân giao phó, giúp cách mạng đất nước vượt qua giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc. Một cái thành quả rất đáng kể trong góc độ chính trị đó là đã thông qua các cái sắc lệnh và nhất là thông qua bản hiến pháp. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 1, 9 tháng 11 năm 46, hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thông qua, ta gọi tắt là hiến pháp năm 1946. Cái thứ ba là về bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn và mở rộng phạm vi chiếm đóng ra các tỉnh Nam Bộ, thì Trung ương Đảng đã kịp thời lãnh đạo nhân dân Nam Bộ đứng lên kháng chiến và phát động phong trào Nam Tiến để chi bộ, để chi viện cho Nam Bộ, ngăn không cho thực dân Pháp mà đánh ra Trung Bộ. Tại miền Bắc thì bằng chủ trương lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ hàng ngũ kẻ thù, Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chính sách nhân nhượng với quân đội tưởng trong 6 tháng đầu, từ tháng 9 năm 1945 cho đến đầu tháng 3 năm 1946, để giữ vững chính quyền, tập trung lực lượng chống Pháp ở miền Nam. Nhìn hình ảnh chúng ta tới Hồ Chí Minh và Tổng tham mưu trưởng quân đội tưởng ông Hà Ứng Khâm đang duyệt binh. Vì như đã nói là quân Trung Hoa Dân Quốc thực hiện chủ trương của phe đồng minh, cuối tháng 8 năm 1945 họ đã vào miền Bắc Việt Nam từ vị tuyến 16 trở ra thực hiện nhiệm vụ giải giáp vũ khí quân đội Nhật. Chính phủ đã thực hiện 6 tháng hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân Quốc. Tiếp theo là 10 tháng từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1946, chính phủ Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện sách lược hòa với thực dân Pháp để nhanh chóng đuổi quân Trung Hoa Dân Quốc về nước. Với một loạt các cái văn kiện như là hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 và ký với đại diện Pháp tại Hà Nội, bản tạm ước 14 tháng 9 và ký với đại diện Pháp tại nước Pháp. Đây là một cái sự nhân nhượng rất là lớn. Mục đích của chúng ta nhân nhượng với Pháp rồi chuyển sang nhân nhượng từ nhân nhượng với Tưởng chuyển sang nhân nhượng với Pháp, tạo điều kiện cho quân dân ta có thêm thời gian hòa bình để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến sau này. Về ý nghĩa thành quả đấu tranh trong giai đoạn này là đã bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng được những nền móng đầu tiên và cơ bản cho một chế độ mới, chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chuẩn bị được những điều kiện cần thiết trực tiếp cho cuộc kháng chiến toàn quốc sau đó. Nguyên nhân thắng lợi thì có được những thắng lợi quan trọng ở trên là do Đảng đã đánh giá đúng tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 và đã kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến kiến quốc, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lợi dụng triệt để mâu thuẫn trong hàng ngũ của kẻ thù. Về bài học kinh nghiệm trong 2 năm 1945-46 đó là đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính. Lúc đó là thực dân Pháp xâm lược đó. Coi sự nhân nhượng có nguyên tắc với kẻ địch cũng là một trong biện pháp đấu tranh cách mạng cần thiết trong hoàn cảnh cụ thể, và tận dụng khả năng hòa hoãn để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền nhân dân, đồng thời đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với khả năng chiến tranh lan ra cả nước khi kẻ địch bội ước. Hai nhỏ, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ mới 1946-1954. Về hoàn cảnh lịch sử, tháng 11 năm 1946, quân Pháp đã liên tiếp gây ra các cuộc tấn công quân sự đối với các thành phố lớn của miền Bắc, như là đánh vào Hải Phòng, vào thị xã Lạng Sơn, và đặc biệt nghiêm trọng nhất là thảm sát đồng bào chúng ta ở phố Hàng Bún, Hà Nội. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp đã gửi liên tiếp ba tối hậu thư cho chính phủ chúng ta. Họ đưa ra những cái yêu cầu, đó là đòi tước bỏ vũ khí của tự vệ ta ở Hà Nội, đòi giao quyền kiểm soát an ninh trật tự tại thủ đô, đòi gỡ bỏ toàn bộ chướng ngại vật. Trước tình hình đó, thì từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã được triệu tập tại Vạn Phúc, Hà Đông dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoạch định chủ trương đối phó với những kế hoạch mới của Pháp. Hội nghị đã cử phái viên đi gặp phía Pháp để đàm phán, song không có kết quả. Và hội nghị cho rằng khả năng hòa hoãn không còn nữa. Nói như Hồ Chí Minh, khi ta với Pháp không còn 1% cơ hội hòa hoãn nữa, thì cuộc kháng chiến toàn quốc sẽ phải nổ rè. Mệnh lệnh kháng chiến toàn quốc đã ngay lập tức được phát đi. Và vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, với tinh thần chủ động, thì tất cả các chiến trường trong cả nước đã đồng loạt nổ súng. Rạng sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được phát đi trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vậy là cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ trong bối cảnh có cả thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi là nhân dân ta đã bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc chiến tranh của ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Ta đã có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt trong khoảng độ hơn một năm, 16 tháng. Ta có khả năng đánh thắng được thực dân Pháp xâm lược. Về mặt khó khăn thì tương quan lực lượng khi từ cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra thì rất là chênh lệch, rõ ràng ta yếu hơn địch, đặc biệt là về mặt phương tiện vũ khí. Người ta bị bao vây tứ phía, cụ thể là như đã nói ở trên, chính phủ Hồ Chí Minh vẫn chưa được một nước nào trong khu vực trên thế giới công nhận địa vị pháp lý, thiết lập quan hệ ngoại giao để tiến tới giúp đỡ cho cách mạng Việt Nam. Rồi quân Pháp lại có vũ khí tối tân, chiếm đóng được hai nước Lào, Campuchia và một số nơi ở Nam Bộ Việt Nam. Họ có quân đội đứng chân trong các thành thị lớn ở miền Bắc. Hình ảnh mà thực dân Pháp gây hấn với đồng bào chúng ta từ tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 1946. B. Quá trình hình thành nội dung đường lối kháng chiến. Ngay sau cách mạng tháng 8, trong chỉ thị kháng chiến kiến quốc, Đảng đã khẳng định kẻ thù chính của dân tộc Việt Nam là thực dân Pháp xâm lược. Và trong quá trình chỉ đạo của kháng chiến ở Nam Bộ, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự với ngoại giao để làm thất bại âm mưu của Pháp, định tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Từ ngày 19 tháng 10 năm 1946, Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì. Xuất phát từ nhận định không sớm thì muộn Pháp sẽ đánh mình, và mình cũng nhất định phải đánh Pháp. Hội nghị đã đề ra những cái chủ trương biện pháp cụ thể về cả tư tưởng tổ chức để quân dân cả nước sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới. Trong chỉ thị công việc khẩn cấp bây giờ ra ngày 5 tháng 11 năm 1946, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những việc có tầm chiến lược toàn cục khi bước vào cuộc kháng chiến, và khẳng định lòng tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam.
Về cơ bản, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện qua 3 văn kiện. Thứ nhất là lời kêu gọi toàn quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng. Và thứ ba là tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh. Về mặt nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. Thứ nhất, khẳng định mục đích kháng chiến là kế tục và phát triển sự nghiệp của cách mạng tháng 8, đánh thực dân Pháp xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, giành độc lập và thống nhất thực sự cho Tổ quốc. Thứ hai là về tính chất của cuộc kháng chiến. Trung ương khẳng định cuộc kháng chiến của ta là chiến tranh nhân dân, chiến tranh chính nghĩa. Vì vậy, cuộc kháng chiến của chúng ta có tính chất là dân tộc giải phóng và dân chủ mới. Thứ ba là về chính sách kháng chiến, thực hiện liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp, đoàn kết với miền Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do hòa bình, đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến, phải tự cấp tự túc về mọi mặt. Về nhiệm vụ kháng chiến, gồm thứ nhất là đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập và thống nhất thực sự cho dân tộc. Thứ hai là trong quá trình kháng chiến không thể không thực hiện những cải cách dân chủ, tiến hành từng bước chính sách ruộng đất của Đảng nhằm bồi dưỡng sức dân, củng cố khối liên minh công nông, phân hóa cô lập kẻ thù. Và thứ ba là không chỉ đấu tranh cho ta mà còn bảo vệ hòa bình cho thế giới. Thứ tư là phương châm của kháng chiến, tiến hành cuộc kháng chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, hay còn gọi là toàn dân toàn diện, lâu dài dựa vào sức mình là chính. Cụ thể là cuộc kháng chiến toàn dân, tức là nhằm huy động nhân lực, vật lực và tài lực của toàn dân, bất kể đàn ông, đàn bà, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kể người già, người trẻ, hễ là người Việt Nam, phải đứng lên, đánh thực dân Pháp. Và thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi xóm làng là một pháo đài, mỗi khu phố là một mặt trận. Thứ hai là về kháng chiến toàn diện, sẽ đánh được trên tất cả mọi mặt về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Trong đó ở góc độ chính trị, phải thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, đoàn kết với miền Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do hòa bình. Về mặt quân sự, thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai, thực hiện du kích chiến, tiến lên vận động chiến, đánh chính quy, là tiêu diệt, là triệt để dùng du kích, vận động chiến, bảo toàn thực lực và kháng chiến lâu dài, vừa đánh vừa vũ trang thêm, vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ. Về kinh tế, thực hiện chủ trương là phá hoại kinh tế địch, như là đường giao thông, cầu cống, xây dựng nền kinh tế tự cấp tự túc, tập trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc vừa kháng chiến vừa xây dựng đất nước. Về mặt văn hóa, chủ trương xóa bỏ văn hóa thực dân phong kiến, xây dựng một nền văn hóa dân chủ mới theo 3 nguyên tắc, đó là dân tộc, là khoa học, là đại chúng. Về mặt ngoại giao, tiếp tục thực hiện nguyên tắc là thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực, liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp và sẵn sàng đàm phán nếu Pháp công nhận Việt Nam độc lập. Về mặt kháng chiến lâu dài, do tương quan so sánh lực lượng nên chúng ta phải đánh lâu dài. Đánh lâu dài để chúng ta có thời gian củng cố xây dựng lực lượng, nhằm chuyển hóa tương quan so sánh lực lượng từ chỗ ta yếu chuyển thành mạnh, từ thiếu thành đủ. Kháng chiến dựa vào sức mình là chính. Trước hết là phải độc về đường lối chính trị, chủ động xây dựng và phát triển lực lượng của cuộc kháng chiến, đồng thời coi trọng viện trợ của quốc tế. Về triển vọng kháng chiến, khẳng định mặc dù cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ khó khăn, song nhất định thắng lợi. Nhất định thắng lợi. Lưu ý cái đường lối trường kỳ kháng chiến, tức là kháng chiến lâu dài của chúng ta là có thời hạn. Sau này đã được đúc kết là trải qua 3 giai đoạn: giai đoạn phòng ngự, giai đoạn cầm cự và giai đoạn phản công. Vậy là đường lối kháng chiến của Đảng đối với nội dung cơ bản đã trình bày ở trên là đúng đắn, là sáng tạo, vừa kế thừa những kinh nghiệm của tổ tiên, đúng với các nguyên lý về chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, vừa phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ.
Đường lối kháng chiến được công bố sớm đã có tác dụng đưa cuộc kháng chiến từng bước đi thắng đến thắng lợi vẹn toàn. Thực hiện chủ trương của Đảng khi phát động đường lối kháng chiến thì từ năm 1947 đến năm 1950, Đảng tiếp tục chỉ đạo cuộc chiến đấu giam chân địch trong các đô thị, củng cố các vùng tự do lớn, đánh bại cuộc hành quân lớn của thực dân Pháp lên căn cứ Điện Biên Bắc, lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng hậu phương, tìm cách chống phá thủ đoạn lấy chiến tranh đổi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt của thực dân Pháp. Hình ảnh chúng ta thấy ngày 7 tháng 1 năm 1947 tại thủ đô Hà Nội, Trung đoàn Thủ đô đã được thành lập. Trung đoàn Thủ đô với tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Ngay tại thủ đô, chúng ta thấy quân dân thủ đô đã chiến đấu ác liệt chống Pháp trong 60 ngày đêm liên tiếp. 60 ngày đêm liên tiếp. Hình ảnh của Hồ Chí Minh trong chiến dịch biên giới, chiến dịch đầu tiên chúng ta chủ động mở diễn ra trong khoảng một tháng, bắt đầu từ trận mở màn Đông Khê từ ngày 16 tháng 9 năm 1950 đến ngày 17 tháng 10 năm 1950, chúng ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Chủ trương sở dĩ chúng ta mở chiến dịch, chủ động mở chiến dịch biên giới là chúng ta nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch ở đây, nhằm giành thế chủ động ở tuyến biên giới, nhằm khai thông biên giới Việt Trung, nhất là cái sự viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa qua Trung Quốc vào biên giới Việt Nam, Thắng lợi của chiến dịch biên giới cuối năm 1950 đã giáng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của quân địch. Quân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. Và với thắng lợi của chiến dịch biên giới thì cách mạng Việt Nam đã chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn phản công, tức là giai đoạn đánh lớn. Rồi sao thì chúng ta thấy từ cuối năm 1948 trở đi, tình hình thế giới đã có những cái thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Năm 49 thì Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. Rồi ngày 1 tháng 10 năm 49 cách mạng Trung Quốc thành công. Đến đầu năm 1951, trước tình hình thế giới và cách mạng Đông Dương có những chuyển biến, nước ta đã được các nước xã hội chủ nghĩa công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao. Như là ngày 18 tháng 1 năm 1950, lần đầu tiên Trung Quốc đã công nhận địa vị pháp lý thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến ngày 30 tháng 1 năm 1950 thì Liên Xô công nhận. Tháng 2 năm 1950 thì Triều Tiên cũng thiết lập quan hệ ngoại giao. Về cơ bản cho hết năm 1950, các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu cũng đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là một thuận lợi rất lớn. Sau lợi dụng tình hình khó khăn của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương từ cuối năm 1950. Vậy là điều kiện lịch sử đó đã đặt ra yêu cầu cho Đảng cần phải bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Chính trong bối cảnh đó thì chúng ta thấy Đảng đã triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai. Và tháng 2 năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng đã được triệu tập tại căn cứ địa vị Việt Bắc, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội đã nhất trí tán thành báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày và ra nghị quyết tách Đảng Cộng sản Đông Dương thành ba đảng cách mạng để lãnh đạo cuộc kháng chiến của ba dân tộc đi đến thắng lợi. Ở Việt Nam thì Đảng quyết định ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Rồi là báo cáo hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới xã hội chủ nghĩa, còn gọi chung trong cái văn kiện là chính cương của Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày đó. Nội dung của chính cương Đảng Lao động Việt Nam, chính cương xác định về tính chất thì có ba tính chất: dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa, nửa phong kiến. Khẳng định ba tính chất đó đang đấu tranh lẫn nhau, nhưng mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân chủ nhân dân và tính chất thuộc địa. Mâu thuẫn đó đang được giải quyết trong quá trình kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Về đối tượng cách mạng, xác định có hai đối tượng. Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược,
Cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ. Đối tượng phụ là phong kiến, mà cụ thể là phong kiến phản động. Thứ ba là về nhiệm vụ cách mạng. Đề ra là phải đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thực sự cho dân tộc. Xóa bỏ những cái gì tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng. Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. Đại hội khẳng định ba nhiệm vụ đó phải khăng khít với nhau. Trong nhiệm vụ chính trước mắt là hoàn thành giải phóng dân tộc. Tư là về động lực của cách mạng, gồm bốn động lực chính: công nhân, nông dân, tiểu tư sản dân tộc. Ngoài ra còn có những thân sĩ, địa chủ yêu nước, tiến bộ. Về đặc điểm cách mạng, khẳng định là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Trường Chinh giải thích rất rõ, gọi là cách mạng dân tộc vì nó đánh đổ đế quốc, giành độc lập cho dân tộc. Gọi là cách mạng dân chủ vì nó đánh đổ giai cấp phong kiến, giành lại ruộng đất cho nông dân. Và gọi là cách mạng nhân dân vì nó do nhân dân tiến hành cuộc cách mạng ấy. Qua đây có thể khẳng định đây là một sự bổ sung và phát triển lý luận của cách mạng Việt Nam vào học thuyết Marx Lenin. Về phương hướng tiến lên của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, khẳng định cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một quá trình lâu dài và trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc. Giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu là xóa bỏ những cái tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt để khẩu hiệu người cày có ruộng, phát triển kỹ nghệ, hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân. Và giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực hiện xã hội chủ nghĩa. Khẳng định ba giai đoạn ấy không tách rời nhau mà mật thiết liên hệ, xen kẽ với nhau. Về mục tiêu và giai cấp lãnh đạo, văn kiện khẳng định người lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động Việt Nam. Và mục đích của đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân để tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam. Đảng cũng đã đưa ra những cái chính sách, cụ thể là 15 chính sách lớn nhằm phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi. Và nội dung thứ 8 về quan hệ quốc tế, khẳng định cách mạng Việt Nam phải đứng về phe hòa bình và dân chủ, phải tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân thế giới, cụ thể là của Trung Quốc, Liên Xô, thực hiện đoàn kết Việt-Trung Xô và đoàn kết Việt-Miên-Lào. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 2. Trường Chinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư của Đảng. Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng. Sau đại hội lần thứ hai cho đến trước khi giành thắng lợi ở chiến dịch Điện Biên Phủ, khóa 2 Trung ương đã triệu tập rất là nhiều hội nghị, mà cụ thể ở đây là 5 cái hội nghị từ Trung ương. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 3 năm 1951 đến hội nghị Trung ương lần thứ 5 tháng 11 năm 1953 để tiếp tục bàn những cái giải pháp chuẩn bị mọi mặt cho việc đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Ví dụ như là tại hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 3 năm 1951, Đảng đã nhấn mạnh chủ trương phải tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo chiến tranh, củng cố và tăng cường quân đội chủ lực, củng cố bộ đội địa phương và dân quân du kích, tăng cường việc lãnh đạo kinh tế tài chính, thực hiện việc khuyến khích giúp đỡ tư sản dân tộc kinh doanh và gọi vốn của tư nhân để phát triển công thương nghiệp, tích cực tham gia phong trào bảo vệ hòa bình thế giới, củng cố đảng về tư tưởng chính trị và tổ chức. Ở nghị quyết Trung ương 2 đã nêu lên chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến trên cơ sở thực hiện tốt 3 nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là ra sức tiêu diệt sinh lực địch, tiến tới giành ưu thế về quân sự. Thứ hai là ra sức phá âm mưu thâm độc của địch, là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt. Và thứ ba là đẩy mạnh kháng chiến ở vùng tạm chiếm, vùng bị địch tạm chiếm, củng cố và phát triển sức kháng chiến.
Tại hội nghị Trung ương lần thứ tư tháng 1 năm 1953, vấn đề cách mạng ruộng đất đã được Đảng tập trung nghiên cứu và tiến tới chủ trương thực hiện triệt để giảm tô, chuẩn bị tiến tới cải cách ruộng đất, nhất là tại hội nghị Trung ương lần thứ 5 tháng 11 năm 1953. Trung ương lần thứ 5 tháng 11 năm 1953, Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng thực hiện triệt để giảm tô và tiến hành cải cách ruộng đất nhân kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1953. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký và thông qua luật cải cách ruộng đất. Phần vấn đề thứ ba, kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. A là kết quả và ý nghĩa lịch sử. Về mặt quân sự thì chúng ta thấy về mặt chính trị và quân sự, trong giai đoạn này Đảng đã ra hoạt động công khai, cụ thể là ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 tháng 2 năm 1951, và đã có điều kiện tổ chức tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến. Cùng với đó là bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Liên Việt, cũng đã được thành lập, khối đại đoàn kết toàn dân được phát triển lên một bước mới, chính sách ruộng đất được triển khai, từng bước thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng. Với cải cách ruộng đất được diễn ra thì là một trong những sự động viên lớn cho các chiến sĩ của chúng ta ở ngoài mặt trận, mà cụ thể là mặt trận Điện Biên Phủ. Rồi về quân sự, đến cuối năm 1952, lực lượng chủ lực của chúng ta đã có 6 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công binh và pháo binh. Thắng lợi trong các chiến dịch Trung Du, đường số 18, Nam Ninh, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, giải phóng được nhiều vùng đất đai và cư dân, mở rộng vùng giải phóng của Việt Nam và cho cách mạng Lào, nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ qua 56 ngày đêm từ 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954 của cách mạng Việt Nam, được ghi vào lịch sử của dân tộc ta như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiển hách, báo hiệu sự thắng lợi của nhân dân các dân tộc bị áp bức, sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. Về mặt ngoại giao, cùng với phương châm kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao, nên ngay khi biết tin Pháp quyết định đàm phán thương lượng với ta thì ngày 27 tháng 12 năm 1953, Ban Bí thư đã ra thông tư nêu rõ lập trường của nhân dân Việt Nam là kiên quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Song nhân dân và chính phủ ta cũng tán thành thương lượng nhằm mục đích giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Một ngày sau khi chúng ta giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ, thì ngày 8 tháng 5 năm 1954, Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh Đông Dương đã chính thức được khai mạc. Ông Phạm Văn Đồng đã dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến hội nghị đàm phán ở Geneva. Trải qua một cuộc đàm phán căng thẳng, gay go, quyết liệt, bởi vì trong cuộc đàm phán này có tới 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tham dự. Đến ngày đêm 20, rạng sáng 21 tháng 7 năm 1954, các văn bản hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết. 9 đoàn đàm phán nhưng mà chỉ có 8 đoàn ký kết thôi, riêng đoàn của Mỹ không ký kết. Họ chỉ ra bản thông báo ghi nhận là hiệp định Geneva đã được ký kết, họ tôn trọng hiệp định. Như vậy, với hiệp định Geneva và với việc chúng ta giành được thắng lợi ở Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân dân chúng ta đã kết thúc. Về ý nghĩa lịch sử đối với nước ta, đầu tiên là ý nghĩa đối với nước ta, đó là việc đề ra và thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và được đế quốc Mỹ giúp sức ở mức cao độ, buộc chúng phải công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, đã làm thất bại âm mưu mở rộng và kéo dài chiến tranh của đế quốc Mỹ, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm căn cứ địa hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh ở miền Nam.
tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho nhân dân ta và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Còn ý nghĩa đối với quốc tế, thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng cho chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới. Cùng với nhân dân Lào và Campuchia đã đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, trước hết là hệ thống thuộc địa của thực dân Pháp. Về nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm. Nguyên nhân thắng lợi của bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là nguyên nhân thắng lợi. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân. Trong đó nổi bật là, thứ nhất, có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn đã huy động được sức mạnh của toàn dân đánh giặc. Có sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, mặt trận Liên Việt, được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công nông và trí thức vững chắc. Rồi có lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích, do Đảng ta trực tiếp lãnh đạo và ngày càng vững mạnh, chiến đấu dũng cảm, mưu lược tài trí, là lực lượng quyết định tiêu diệt địch trên chiến trường, đè bẹp ý chí xâm lược của địch, giải phóng đất đai của Tổ quốc. Rồi thứ ba là do có chính quyền dân chủ nhân dân, của dân, do dân và vì dân được giữ vững và củng cố, làm công cụ sắc bén, tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới. Và có sự liên minh đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa 3 dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia cùng chống kẻ thù chung là thực dân Pháp. Đồng thời là có sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Trung Quốc, Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp. Về bài học kinh nghiệm, trải qua quá trình lãnh đạo tổ chức cuộc kháng chiến, Đảng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng. Kinh nghiệm thứ nhất, đề ra đường lối đúng đắn, quán triệt sâu rộng đường lối đó cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn diện, toàn dân, lâu dài và dựa vào sức mình là chính. Thứ hai là kết hợp chặt chẽ đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội, trong đó nhiệm vụ tập trung hàng đầu là chống đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng. Bài học thứ ba là thực hiện phương châm vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh để có tiềm lực mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc kháng chiến. Bài học thứ tư là quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ lâu dài, đồng thời tích cực chủ động đề ra thực hiện những phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao để đưa kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Và thứ năm là tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh. Phần hai lớn, đường lối kháng chiến cho chống Mỹ, thống nhất đất nước 1954 đến năm 1975. Một nhỏ là giai đoạn 1954-1964. Hoàn cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7 năm 1954. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, cách mạng Việt Nam có những thuận lợi mới và đồng thời đứng trước nhiều khó khăn phức tạp mới. Đầu tiên là về thuận lợi, hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh cả về kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật, nhất là Liên Xô. Thứ hai là phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Rồi phong trào hòa bình dân chủ thế giới lên cao ở ngay cả các nước tiêu bản. Thuận lợi là miền Bắc đã được hoàn toàn giải phóng sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đã làm căn cứ địa chung cho cả nước. Thế và lực của cách mạng đã lớn mạnh hơn sau 9 năm kháng chiến. Rồi thuận lợi là nhân dân chúng ta có ý chí độc lập thống nhất Tổ quốc từ Bắc chí Nam. Bên cạnh thuận lợi là cái khó khăn. Cụ thể là đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế quân sự hùng mạnh bậc nhất thế giới. Họ đã thực hiện các cái chiến lược toàn cầu phản cách mạng.
Trong đó Việt Nam mình là một trong những địa bàn mà Mỹ thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Thứ hai là thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang giữa hai phe, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Điều thứ ba là trong nội bộ xã hội chủ nghĩa xuất hiện sự bất đồng chia rẽ, nhất là giữa hai nước lớn xã hội chủ nghĩa, Liên Xô và Trung Quốc. Rồi khó khăn của chúng ta trong đất nước đã bị chia cắt làm hai miền. Kinh tế miền Bắc thì nghèo nàn lạc hậu, còn miền Nam thì trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ, và đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù trực tiếp của nhân dân chúng ta. Như vậy, trong giai đoạn này, đảng lãnh đạo đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền khác nhau là đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam sau tháng 7 năm 1954. Đặc điểm bao trùm và các thuận lợi, khó khăn nêu trên là cơ sở để đảng phân tích, hoạch định đường lối chiến lược chung cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. B. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối. Qua rất nhiều văn kiện, đúng không? Thứ nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 6, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 1954. Trong Hội nghị Trung ương lần thứ 6, diễn ra trong bối cảnh Hiệp định Geneva vẫn chưa được ký kết, nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rất rõ đế quốc Mỹ sẽ là kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. Rồi đến Hội nghị Bộ Chính trị tháng 9 năm 1954, ra nghị quyết về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng. Nghị quyết đã chỉ ra đặc điểm chủ yếu của tình hình đất nước trong lúc cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn mới, từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, nước nhà tạm thời chia cắt thành hai miền. Đến Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 3 và tháng 8 năm 1945 đã nhận định muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ. Điều cốt lõi là phải ra sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 13 tháng 12 năm 1957 đã đề ra đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng. Mục tiêu và nhiệm vụ của cách mạng của toàn đảng, toàn dân hiện nay là củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hòa bình. Và nhất là tháng 1 năm 1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng đã được triệu tập tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và thông qua nghị quyết về cách mạng miền Nam. Hội nghị đã xác định tính chất xã hội miền Nam sau năm 1954 là một xã hội thuộc địa kiểu mới và nửa phong kiến. Về mâu thuẫn cơ bản của xã hội miền Nam đó là mâu thuẫn giữa nhân dân ta ở miền Nam với đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai. Mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam mà chủ yếu là nông dân với địa chủ phong kiến. Hai mâu thuẫn trên thì mâu thuẫn chủ yếu ở miền Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta ở miền Nam với đế quốc Mỹ xâm lược cùng tập đoàn thống trị của ông Ngô Đình Diệm, tay sai đế quốc Mỹ, đại diện cho bọn địa chủ phong kiến và tư sản mãi bản thân Mỹ phản động. Thứ hai là về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, khẳng định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hai nhiệm vụ đó tuy tính chất khác nhau nhưng quan hệ hữu cơ với nhau, đều nhằm phương hướng chung là giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Về nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam, khẳng định đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài do Ngô Đình Diệm đứng đầu, tiến tới thành lập một chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân, giữ gìn hòa bình và thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới. Nghị quyết 15 đã khẳng định con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam, đó là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, lấy sức mạnh của quần chúng nhân dân, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền thống trị
của đế quốc và phong kiến, và tiến tới dựng lên chính quyền cách mạng nhân dân. Về phương pháp cách mạng, cần có sách lược lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, phân hóa cao độ đế quốc Mỹ và tay sai, sử dụng kết hợp nhiều hình thức đấu tranh hợp pháp và hợp pháp, phối hợp chặt chẽ phong trào ở đô thị với phong trào nông thôn và vùng căn cứ, kiên quyết giữ vững đường lối hòa bình thống nhất nước nhà. Về mặt trận thì hội nghị chủ trương cần có một mặt trận dân tộc thống nhất riêng ở miền Nam, có tính chất, nhiệm vụ và thành phần thích hợp nhằm tập hợp tất cả các lực lượng chống đế quốc và tay sai. Về vai trò của Đảng bộ miền Nam, hội nghị 15 chỉ rõ sự tồn tại và trưởng thành của Đảng bộ miền Nam dưới chế độ độc tài phát xít là một yếu tố quyết định thắng lợi cho phong trào cách mạng miền Nam. Nghị quyết 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn, không những đã mở ra đường cho cách mạng miền Nam tiến lên, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh độc lập tự chủ sáng tạo của Đảng trong những năm tháng khó khăn của cách mạng. Dưới ánh sáng của nghị quyết Trung ương lần thứ 15, một cái phong trào đồng khởi đã lan rộng khắp trên toàn Nam Bộ, nhất là từ ngày 17 tháng 1 năm 1960, bắt đầu từ đồng khởi Bến Tre, phong trào đồng khởi đã lan rộng trên toàn miền Nam. Đây chính là cuộc khởi nghĩa từng phần của quân dân miền Nam. Và thắng lợi của cách mạng miền Nam trong phong trào đồng khởi, nó đã làm cho cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang giai đoạn phản công. Và cũng từ trong phong trào đồng khởi, lần đầu tiên mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1960 tại Tây Ninh. Chủ tịch đầu tiên của mặt trận là luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Đây là một cái mặt trận được lập ra trên cơ sở sự tập hợp của các lực lượng giai cấp mà đảng phái tán thành hòa bình dân tộc dân chủ thống nhất ở miền Nam. Và khi mặt trận ra đời, có một đặc điểm chúng ta thấy lúc này miền Nam chưa có chính phủ lâm thời của nhân dân, thì cái mặt trận dân tộc giải phóng đã làm thay những nhiệm vụ của một chính quyền nhân dân lâm thời. Quá trình đề ra và chỉ đạo thực hiện nghị quyết chủ trương nói trên của Đảng chính là quá trình hình thành đường lối chiến lược chung cho cả nước. Và đường lối đã được bổ sung hoàn chỉnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng. Vào tháng 9 năm 1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng đã được triệu tập tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã đề ra những cái nội dung cơ bản chủ yếu sau. Thứ nhất là về nhiệm vụ chung, tăng cường đoàn kết, toàn dân kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới. Về chủ đề của đại hội thì trong phiên khai mạc, Hồ Chí Minh đã khẳng định rất rõ đây là đại hội nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Về nhiệm vụ chiến lược, khẳng định cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại có hai nhiệm vụ chiến lược. Thứ nhất là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Thứ hai là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập dân chủ trong cả nước. Về mục tiêu chiến lược, khẳng định cách mạng ở miền Bắc và nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam thuộc hai chiến lược khác nhau. Mỗi nhiệm vụ nhằm giải quyết những yêu cầu cụ thể của mỗi miền trong hoàn cảnh nước nhà bị tạm chia cắt. Hai nhiệm vụ đó lại nhằm giải quyết mâu thuẫn chung của cả nước giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện mục tiêu chung trước mắt là hòa bình thống nhất tổ quốc. Về mối quan hệ cách mạng của hai miền, do cùng thực hiện một mục tiêu chung nên đại hội khẳng định hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. Vị trí của cách mạng mỗi miền, khẳng định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có nhiệm vụ xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, chuẩn bị cho cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội về sau, nên cách mạng miền Bắc giữ vị trí vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà.
Còn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam thì giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bể lộ tay sai, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Về con đường thống nhất, khẳng định rằng là trong khi tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, Đảng phải kiên trì con đường hòa bình thống nhất theo tinh thần của Hiệp định Geneva, sẵn sàng thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử hòa bình thống nhất nước nhà. Vì đó là con đường tránh được sự hao tổn xương máu cho dân tộc và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Về triển vọng của cách mạng Việt Nam thì đại hội khẳng định cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp và lâu dài chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở miền Nam. Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nhân dân chúng ta, và Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà, cả nước sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội, lên chủ nghĩa xã hội. Cái ý nghĩa của đại hội, ý nghĩa của đường lối tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng do đại hội lần thứ 3 của Đảng đề ra, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức to lớn. Đường lối đó đã thể hiện tư tưởng chiến lược của Đảng, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vừa phù hợp với miền Bắc, vừa phù hợp với miền Nam, vừa phù hợp với cả nước Việt Nam và phù hợp với tình hình quốc tế, nên đã huy động và kết hợp sức mạnh của hậu phương và tiền tuyến, sức mạnh của cả nước và sức mạnh của ba dòng thác cách mạng thế giới, tranh thủ được sự đồng tình giúp đỡ của cả Liên Xô, Trung Quốc, do đó đã tạo ra được sức mạnh tổng hợp để dân tộc ta đủ sức đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Hai nhỏ trong giai đoạn 1965-1975. Về hoàn cảnh lịch sử, thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt thì để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ đã quyết định thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ bằng cách ao ạt đưa quân đội viễn chinh, chư hầu Mỹ trực tiếp vào miền Nam Việt Nam tham chiến, đồng thời dùng không quân, hải quân đánh phá cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc. Trước tình hình đó, Đảng ta đã quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn này thì cách mạng có những cái thuận lợi, khó khăn. Đầu tiên là thuận lợi. Khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng thế giới tiếp tục đang ở thế tiến công. Tại miền Bắc thì kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã đạt và vượt các cái mục tiêu kinh tế văn hóa đề ra. Sự chi viện sức người sức của miền Bắc cho cách mạng miền Nam được đẩy mạnh theo cả đường bộ và đường biển. Còn tại miền Nam thì vượt qua những khó khăn của những năm 61-62, từ năm 63 trở đi, cuộc đấu tranh của quân dân ta có bước phát triển mới. Ba công cụ của chiến lược chiến tranh đặc biệt, ngụy quân, ngụy quyền, ấp chiến lược và đô thị đều bị quân ta tấn công liên tục. Đến đầu năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ triển khai ở mức cao nhất, về cơ bản đã bị phá sản. Tuy nhiên thì cách mạng Việt Nam cũng đối mặt với những cái khó khăn, bị ảnh hưởng bởi những khó khăn. Đó là sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc càng trở nên gay gắt và không có lợi cho cách mạng Việt Nam. Việc đế quốc Mỹ mở chiến lược chiến tranh cục bộ, ào ạt đưa quân đội viễn chinh, chư hầu trực tiếp xâm lược miền Nam đã đưa cách mạng Việt Nam vào cái tình thế, Việt Nam vào tình thế khó khăn, thử thách mới. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 1965, các đơn vị quân đội viễn chinh, chư hầu Mỹ ào ạt đổ bộ vào miền Nam Việt Nam. Trong đó có quân đội đánh thuê Thái Lan, Úc, New Zealand, Đại Hàn Dân Quốc, tức là Hàn Quốc. Tình hình đó đặt ra yêu cầu mới cho Đảng trong việc xác định quyết tâm và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhằm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Quá trình hình thành và nội dung đường lối, ý nghĩa đường lối. Đầu tiên là quá trình hình thành và nội dung đường lối. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được hình thành ngay trong giai đoạn mà Mỹ vào
Việt Nam Việt Nam, thể hiện qua chiến lược chiến tranh đơn phương, chiến lược chiến tranh đặc biệt, chuyển sang giai đoạn chiến lược chiến tranh cục bộ, nhất là trước hành động gây hấn của Mỹ trong chiến lược chiến tranh cục bộ ở Việt Nam. Đảng đã triệu tập hai cuộc họp, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 3 năm 1965, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 tháng 12 năm 65, tập trung đánh giá tình hình và đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cả nước. Về nhận định tình hình và chủ trương chiến lược, Trung ương khẳng định rằng cuộc chiến tranh cục bộ mà Mỹ đang tiến hành ở miền Nam vẫn là một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, buộc phải thực thi trong thế thua, thế thất bại và bị dao động, cho nên nó chứa đầy mâu thuẫn về chiến lược. Từ đó, Trung ương Đảng khẳng định sẽ phát động một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong toàn quốc, coi chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc từ Bắc chí Nam. Thứ hai là về mục tiêu chiến lược, nêu cao khẩu hiệu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, quyên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kể tình huống nào, để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Về phương châm chỉ đạo chiến lược, tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc và thực hiện cuộc kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính, càng đánh càng mạnh và cố gắng ở mức cao nhất, tập trung lực lượng của cả hai miền mở những cuộc tiến công lớn, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam. Về tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam, khẳng định phải giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. Về tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc, cần phải chuyển hướng xây dựng kinh tế, bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng trong điều kiện có chiến tranh, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ để bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, động viên sức người sức của ở mức cao nhất để chi viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại chiến địch trong trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng chiến lược chiến tranh cục bộ ra cả nước. Về nhiệm vụ và mối quan hệ của cuộc chiến đấu ở hai miền, hội nghị khẳng định miền Bắc là hậu phương lớn và miền Nam là tiền tuyến lớn. Vì vậy, bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ chung của cả nước. Vì miền Bắc là xã hội chủ nghĩa, là hậu phương vững chắc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc và ra sức tăng cường lực lượng miền Bắc về mọi mặt nhằm đảm bảo chi viện đắc lực cho cách mạng miền Nam, càng đánh càng mạnh. Ý nghĩa đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược cứu nước của Đảng được đề ra qua hai hội nghị tiêu biểu 11 và 12 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thứ nhất là nó đã thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần độc lập tự chủ, sự kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, phản ánh đúng đắn ý chí nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ý nghĩa thứ hai là thể hiện tư tưởng nắm vững và dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tiếp tục tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng trong toàn hoàn cảnh toàn nước có chiến tranh ở mức độ khác nhau, phù hợp với thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế. Và ý nghĩa thứ ba đó là đường lối chiến tranh nhân dân toàn diện lâu dài, dựa vào sức mình là chính, được phát triển trong hoàn cảnh mới, tạo nên sức mạnh để dân tộc ta đủ sức đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Phần ba nhỏ, kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Đầu tiên là về kết quả. Kết quả đối với miền Bắc. Miền Bắc trong giai đoạn 21 năm, nhất là trong từ năm 1965 đến năm 1975, đã nỗ lực phấn đấu tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Một chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa bước đầu được hình thành. Dù chiến tranh ác liệt, bị tổn thất nặng nề về mặt vật chất, thiệt hại lớn về người, song không có nạn đói, dịch bệnh và sự rối loạn xã hội. Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục không những được duy trì mà còn có sự phát triển mạnh, sản xuất nông nghiệp phát triển, công nghiệp địa phương được tăng cường.
nhất là quân dân miền Bắc trong giai đoạn này vừa chiến đấu vừa lao động sản xuất. Quân dân miền Bắc đã đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân hải quân của đế quốc Mỹ từ 1965 đến 1968 là cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, và từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 12 năm 72 là phá hoại lần thứ hai. Tính điểm là trận Điện Biên Phủ trên không, trên bầu trời Hà Nội chúng ta trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Chúng ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 siêu báo đại bay B-52 của Mỹ, bắt 43 phi công Mỹ. Miền Bắc không chỉ bảo vệ và sản xuất chiến đấu, mà miền Bắc còn góp phần chia lửa với chiến trường miền Nam, hoàn thành xuất sắc vai trò của hậu phương lớn đối với chiến trường miền Nam, với những cái tinh thần là thóc không thiếu một cân và quân không thiếu một người, với khẩu hiệu theo như lời kêu gọi của Bác trong hội nghị Bộ Chính trị đặc biệt tháng 3 năm 1964: mỗi người miền Bắc hãy làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Với những cái phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên là có phong trào ba sẵn sàng, trong phụ nữ là có phong trào ba đảm đang, trong quân đội là có phong trào nhằm thẳng quân thù mở bắn, trong trí thức có phong trào thi đua yêu nước ba quyết tâm, trong giáo dục thì có phong trào hai tốt dạy tốt và học tốt. Còn tại miền Nam với sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn của Đảng, quân dân miền Nam đã vượt lên gian khổ hy sinh, bền bỉ anh dũng chiến đấu, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Cụ thể là trong giai đoạn 1954-1960 đã đánh bại cuộc chiến lược chiến tranh đơn phương, đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang giai đoạn phản công. Giai đoạn 1961-1965 đã đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt, để giai đoạn 65-68 là đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ và chư hầu, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris. Giai đoạn 1969-1975 đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đập tan toàn bộ chính quyền địch, buộc chúng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ý nghĩa của giai đoạn kháng chiến đó là đối với nước ta đã kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, 30 năm chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, chấm dứt hơn một thế kỷ chống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và chủ nghĩa thực dân kiểu mới, giải phóng miền Nam, đưa lại độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên cả nước hòa bình thống nhất, cùng chung một nhiệm vụ chiến lược đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh vật chất tinh thần, thế và lực cho cách mạng và dân tộc Việt Nam, để lại niềm tự hào sâu sắc và những kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp dựng nước giữ nước cho giai đoạn sau, góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Ý nghĩa đối với thế giới, thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc vào chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, bảo vệ vững chắc tiền đồn phía Đông Nam Á của chủ nghĩa xã hội, làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, gây tổn thất to lớn và tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ trước mắt cũng như lâu dài, góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của chúng ở khu vực Đông Nam Á, mở ra sự sụp đổ không thể tránh khỏi chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển của nhân dân thế giới. Thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Trước tiên là nguyên nhân thắng lợi. Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là, thứ nhất, có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản, người đại biểu trung thành những lợi ích sống còn của cả dân tộc Việt Nam,
Một đảng có đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ và sáng tạo. Thứ hai, cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh của nhân dân và quân đội cả nước, đặc biệt là của cán bộ, chiến sĩ và hàng chục triệu đồng bào yêu nước ở miền Nam ngày đêm đối mặt với quân thù, xứng đáng với danh hiệu Thành đồng Tổ quốc. Thứ ba, công cuộc xây dựng và bảo vệ hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa của đồng bào và chiến sĩ miền Bắc. Một hậu phương vừa chiến đấu vừa xây dựng, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của một hậu phương lớn, hết lòng hết sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Và thứ tư, tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước trên bán đảo Đông Dương, sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ và nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Về bài học kinh nghiệm, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cụ thể, thứ nhất, đã đề ra và thực hiện đường lối dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh của toàn dân đánh giặc, cả nước đánh Mỹ. Thứ hai, tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Thứ ba, thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra phương pháp đấu tranh đúng đắn sáng tạo. Thứ tư, trên cơ sở đường lối chủ trương chiến lược chung đúng đắn, phải có công tác tổ chức thực hiện giỏi, năng động sáng tạo của các cấp bộ đảng trong quân đội, của các ngành, các địa phương, thực hiện phương châm giành thắng lợi từng bước để đi đến giành thắng lợi hoàn toàn. Và bài học thứ năm, cũng là cuối cùng, là phải kết hợp hết sức coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở cả hậu phương và tiền tuyến. Phải thực hiện liên minh ba nước Đông Dương và tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ ngày càng to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân và chính phủ các nước yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới. Đấy là những nội dung của chương 2, môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta về chúng ta ôn tập những nội dung trong chương 2. Có 6 nội dung. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài giảng này. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những buổi học sau.